Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Tiếp tục là em làm chi tiết về con CD Sony 3/7 SG. Con này em mới về nha, đẹp, rất đẹp, có khiển rin, khiển rin máy chưa lọc ra luôn. Rồi, thì con này thì gọi là quá đẹp, không có gì để bàn anh em, nhưng mà cũng phải quay chi tiết cho anh em rồi anh em yêu nhé. Mặt mũi là keng, làm sáng lên tí cho anh em nha. Đây, sáng làm nét lại ha. Đấy, anh em xem kỹ nha, mặt mũi rất đẹp luôn, không có chấm phẩy gì hết anh em ơi. Đó, hồi gỗ này, hồi gỗ bóng lừ không có mẻ luôn, cái hồi gỗ mà nó dễ xử lý lắm anh em, không có gì để bàn. Rồi, cái điều đáng nói đây, chân rất cắm vàng nghế anh em, đầu ra ba răng này, những con ốc nó còn mới chát luôn, anh em xem nè, quá là mới, anh em thấy không? Những cái chân rắc này anh em thấy ha, nó cọc lớn, nó rất là đẹp. Đây là đường ra ba lăng, rồi đường ra fixing là chúng ta đi trực tiếp, variable là theo cái biến trở phía trước nha, volume, đi đường ra quang và đường coaxial. Đây 100V 27W anh em, số seri của nó là 0976 nha, mắc in ra băng. Đấy, máy rất đẹp, nắp đít không có một vết gì luôn á, rất là đáng cho anh em chơi sưu tầm đó, anh em thấy không, len keng luôn. Rồi rồi, bên trên thì những cái con trước em về nó vẫn có vết lông mèo nhỏ ha, con này thì không có, nhưng mà có một cái chấm thôi, chấm đầu kim. Anh em mà quá chấp thì không mua được con nào đâu, con này dùng đẹp tuyệt vời rồi. Cái nắp thôi ha, em sẽ mở nắp cho anh em coi ruột gan luôn nha. Đã dặn ốc sẵn rồi. Quá mới luôn này mời. Đây, tăng phô rồi, tem còn mới quá ha. Đó, anh em xem kỹ nha, nó mới kiểu này em không có gì để bàn luôn. Tuyệt vời anh em nha, tuyệt vời luôn, quá đẹp. Mấy con này là mắc độc như ăn cướp anh em, mắc từ ha, độc rất là nhanh. Mắc mỗi là em bao cho anh em chơi luôn rồi. Rồi em cũng cắm điểm luôn nè, em cắm điểm thử mắc luôn cho anh em thấy, cho ok em đóng luôn nè. Anh em thấy có phần nguồn con này nè, cái phần bao nguồn nó sử dụng toàn linh kiện cao cấp, giống như con CD R3 này mới vừa quay kỳ rồi cho anh em đấy. Đó nè, ha, cắm điện thử mắt cho anh em luôn. Nhân bài ha, lầy hát nè, em tua nha, có 10 bài ha, 10 luôn đó, buông tay đọc mà em thấy ok không? Còn cái con nào mà chúng ta buông tay mà nó chọc chà lâu là không ok, giờ tua lại nè. Đó, ok hết nha anh em. Em chỉ cần việc alo cho em cái là tài khoản nổ, cái là em cho lên đường ngay nha. Đấy, lâu lâu mới có con một con đẹp như đây. Và cả khiển rin anh em nha, khiển rin đây, khiển rin còn khá đẹp, không có bể nở, mớp bể ha. Đó, còn dán keo nguyên hết luôn. Rồi, 22.500.000 anh em, 22.500.000 bao gồm cả kiển rin và giá là bao ship cho anh em nếu anh em chịu khoản đủ cho em nha. Còn anh em nào muốn ship cọt thì cứ chuyển trước 20%, em ship hàng, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nha, và trả phí, trả tiền cho bưu điện và trả phí luôn. Đấy, số seri em cũng đã đọc rồi, anh em chỉ cần việc kiểm tra nhận hàng đúng máy của mình hay không là biết ngay đúng số seri không. Rồi, kính chào anh em nha, một con máy rất đẹp, Sony 3/7 SG.